Xin chào tất cả các bạn Chị ở team học văn chị Hiên Và bây giờ chị đã quay trở lại cùng với các em Trong một phần phát trực tiếp nho nhỏ Để chia sẻ cùng với các bạn Về một mảng kiến thức cũng hết sức quan trọng Trong chương trình học của chúng mình Đó là về văn nghị luận xã hội Và cụ thể đó chính là cách để chúng mình Đưa dẫn chứng vào bài văn như thế nào Để thật là chính xác và thật hấp dẫn nhé đã có bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi đến chị lời chào và phản hồi cho chị biết là em có xem rõ và nghe rõ không nhé. À, xin chào các bạn đầu tiên <laughs> Xin chào Diệu Linh Xin chào Thanh Nguyễn ừ. Ừ, Trong lúc đợi các bạn khác cùng lên xem với chúng mình Vậy thì hãy chia sẻ cùng với chị xem là Trước nay thì các em có hay gặp khó khăn gì Trong việc đưa dẫn chứng vào trong bài văn nghị luận xã hội của chúng mình không? ở, ở cấp 2, ở chương, đặc biệt là chương trình lớp 9 Thì chúng ta có thể là viết Có thể đối diện với những đề bài Ví dụ như là viết một bài văn nghị luận xã hội Hoặc là viết một đoạn văn nghị luận xã hội Nhưng mà có một thực trạng Cho thấy rằng là cái việc mà các bạn đưa dẫn chứng vào bài văn nghị luận xã hội của chúng mình còn đang rất là chưa tốt thậm chí là nhiều bạn không biết cách sử dụng dẫn chứng vào trong bài viết của chúng mình chỉ là thuần những cái lý lẽ thôi chứ không có dẫn chứng gì cả đó cho nên là vừa xuất phát từ cái thực trạng như vậy thì trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay chị mong muốn rằng thứ nhất là các em hiểu được cái tầm quan trọng của dẫn chứng ở trong bài nghị luận xã hội của chúng mình và thứ hai là chia sẻ với các em những cái cách để làm sao chúng ta biết không nhiều dẫn chứng nhưng vẫn có thể khai thác tối đa trong các bài viết của mình được không có phải là các bạn rất hay ngại cái việc là uh, phải sưu tầm rất là nhiều dẫn chứng đó hay là cái việc mà nhiều người vẫn bảo là dẫn chứng không ở đâu xa mà ở ngay trong cuộc sống của chúng mình chúng mình xem thời sự chúng mình đọc báo thì sẽ có thôi nhưng thực ra là các bạn cũng có rất nhiều những công việc khác hay là quá trình học tập của chúng ta cũng mất rất nhiều thời gian nên là nhiều bạn không có thể cập nhật thường xuyên những cái dẫn chứng của trong đời sống được đúng không vậy thì trong buổi ngày hôm nay chị cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách để làm sao chúng ta có trong tay không nhiều dẫn chứng nhưng vẫn có thể khai thác một cách tối đa và triệt để nhất nhá ừ, rồi và đặc biệt là các em ơi các bạn chia sẻ phần phát trực tiếp này rồi sau đó nhắn tin về cho chị thì chị sẽ gửi tặng các bạn bộ tài liệu về các cái dẫn chứng chúng ta có thể sử dụng trong bài văn nghị luận xã hội nhé tổng hợp những dẫn chứng và cái mảng đề tài mà dẫn chứng đó có thể áp dụng được nữa được không? các em đồng ý không nào? Ừ. giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhé. rồi đang có rất nhiều bạn vào xem rồi đây. vậy thì như lúc nãy chị cũng đã khảo sát nho nhỏ với các bạn đó là um, các em có gặp khó khăn gì trong việc đưa dẫn chứng vào bài văn nghị luận xã hội không? các em có hay gặp khó khăn gì về việc đưa dẫn chứng vào bài văn nghị luận xã hội không? thứ nhất là uh, có một số những cái các bạn băn khoăn thứ nhất là em không không có dẫn chứng em không biết dẫn chứng gì cả em không biết đưa vào như thế nào cái thứ hai là em có dẫn chứng nhưng em không biết viết xong thành ra là em bỏ luôn em cũng không viết nữa cái thứ ba là em không biết đưa dẫn chứng vào đâu không biết đưa vào phần nào cho nó phù hợp và cái thứ tư là làm sao để dẫn chứng trở thành một cái điểm sáng trong bài viết của mình đó ừ uhm vậy nhá đúng không có đúng là các bạn hay gặp những cái trường hợp như vậy không hay gặp những cái thắc mắc và những hay gặp những cái bất cập như vậy không đó nhá vậy thì bây giờ chị mong muốn các bạn hiểu được này tại sao chúng ta phải đưa dẫn chứng vào trong bài văn nghị luận xã hội cứ hiểu một cách đơn giản ông bà ta vẫn hay dạy đúng không là nói có sách mách có chứng có nghĩa là khi mà chúng ta bàn luận và đưa ra cái quan điểm của mình sẽ rất là sáo rỗng nếu như chúng ta chỉ đưa thuần về lý thuyết không chỉ là lý thuyết suông đúng không mà chúng ta không có những cái câu chuyện người thật việc thật không có cái việc mà áp dụng những gì chúng ta nói vào trong đời sống những người khác uh, áp dụng cái ý kiến đó vào trong đời sống thì họ đã thành công như thế nào có phải là khi mà có dẫn chứng thì bài viết của chúng ta sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều không đúng không hay là bạn nào uh, có cái niềm đam mê là hay tranh luận hay tranh biện thì dẫn chứng là cái phần mà các em không thể thiếu được trong cái phần tranh biện của mình bởi vì nó quyết định cái sức thuyết phục cho bài viết của mình rất là lớn và đặc biệt là bạn nào mà tinh tế bạn nào khéo léo thì dẫn chứng sẽ trở thành cái điểm sáng để cho thấy được cái tầm hiểu biết đúng không và cái sự nhanh nhạy về việc chắt lọc thông tin và việc nhìn nhận những cái sự việc hiện tượng ở trong đời sống xung quanh của chúng ta đúng không nào vậy nên là Chị qua đó thì chị muốn khẳng định là dẫn chứng là cái không thể thiếu được trong bài viết của mình nhá Dù là đoạn văn nghị luận xã hội hay là bài văn nghị luận xã hội Đấy chưa? Vậy thì bây giờ hãy cùng phân tích với chị nhá Nếu như mà gọi phần dẫn chứng này Thì chị nói như thế này để các em dễ hình dung nhá Phần dẫn chứng của chúng ta Sẽ gồm hai phần chính Thứ nhất là nêu thông tin Và thứ hai là phân tích dẫn chứng. Các em có xem rõ không? Các bạn có xem rõ không nào? Các em có nhìn rõ không? Ừ. Các bạn có xem rõ không nào? Đó nhá. Vậy thì nếu như mà phần dẫn chứng của chúng mình gồm hai phần, thứ nhất là nêu thông tin và thứ hai là phân tích dẫn chứng. Chị sẽ dựa trên hai phần chính này để phân tích những cái lỗi thường gặp của các em Và qua đó thì sẽ đưa ra cái giải pháp để khắc phục và một số những cái ví dụ đi kèm nữa Thứ nhất này, dẫn chứng gồm phần nêu thông tin Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta đưa những cái thông tin về dẫn chứng đó Đó có thể là tên tuổi của một người nào đấy mà chúng ta đưa ra làm dẫn chứng Hành động mà họ đã làm, được không? Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở việc nêu thông tin này thì dẫn chứng của chúng ta nó sẽ thiếu thiết thực và nó không có cái giá trị chứng minh cho quan điểm mà chúng ta đang bàn luận. Ví dụ như là em đang nêu về vai trò của ý chí nghị lực, em nêu dẫn chứng về Nick Vujic đi, đúng không? Nhưng mà em chỉ nêu là Nick Vujic sinh ra thì đã không có tứ chi và anh ấy đã rất khó khăn trong cuộc sống của mình và anh ấy đã vươn lên, đúng không? đó thì cái phần mà em nêu ra là anh đó anh ấy đã rất khó khăn trong cuộc sống của mình anh ấy vươn lên như thế nào và trở thành một diễn giả nổi tiếng trên thế giới ra sao thì cái phần đó chính là phần phân tích dẫn chứng nghĩa là em dựa vào những thông tin mình có được về nhân vật về dẫn chứng chúng ta nêu ra và chúng ta đưa ra cái sự phù hợp hay là trả lời cho cái câu hỏi là tại sao tại sao chúng ta lại đưa cái dẫn chứng này vào để chứng minh cho quan điểm của mình phần này nó cũng dẫn đến một cái điều một cái điều rất là thú vị nhá, đó là một dẫn chứng thì có rất nhiều những cái khía cạnh để chúng ta khai thác. Chị lấy ví dụ này, chị lấy ví dụ về những dẫn chứng trong thời điểm mà Việt Nam phải đối chọi với cả dịch bệnh Covid-19 đi thì chúng ta có một cái con số như thế này, có phải là đã có hơn 280 y bác sĩ đã về hưu ở Hà Nội nhưng vẫn tình nguyện ở lại bệnh viện để chống dịch không? Đó là một dẫn chứng nhá. Và chị nêu thông tin là thứ nhất là có hơn 280 y bác sĩ đã về hưu nhưng mà vẫn tình nguyện ở lại bệnh viện để chống dịch. Và chị phân tích dẫn chứng này để cho thấy rằng thứ nhất nhá, dẫn chứng này có thể áp dụng vào một bài viết để cho thấy tinh thần dân tộc là một, đúng không? Khía cạnh thứ nhất là cho thấy tinh thần dân tộc thì chị sẽ phân tích ở cái khía cạnh đó là chính cái tinh thần dân tộc đã thôi thúc họ không quản ngại khó khăn, không quản ngại những cái trở ngại về mặt tuổi tác để tình nguyện ở lại bệnh viện đối diện với những dịch bệnh nguy hiểm đối diện với dịch bệnh nguy hiểm đối diện với cái nguy cơ có thể mắc bệnh rất là cao nhưng họ vẫn tình nguyện ở lại để có thể cống hiến cái sức lực của mình cho cái sự nghiệp chống dịch của đất nước đúng không đó là cái khía cạnh về tinh thần dân tộc cái khía cạnh thứ hai chúng ta cũng có thể khai tác khai thác cho một cái đề bài đó là cái tình yêu đối với cái nghề nghiệp của mình chúng ta làm bằng cái tâm sức của mình chứ không phải là làm chỉ vì đồng lương đúng không đó thì chúng ta lại phân tích ở cái khía cạnh đó là họ hoàn toàn có thể nghỉ hưu theo đúng chế độ của mình nhưng họ vẫn ở lại và họ dùng cái tài năng họ dùng cái khả năng của mình trong công việc dùng cái kinh nghiệm của mình để có thể cứu chữa cho bệnh nhân thì có phải là bác sĩ thì lương y như từ mẫu không đó nhá, một cái ví dụ nho nhỏ đấy thôi để các em hình dung được là một dẫn chứng chúng ta có thể áp dụng cho rất nhiều những cái vấn đề khác nhau. Bởi vậy mà cái phần phân tích dẫn chứng này rất là quan trọng. Nó sẽ quyết định xem là dẫn chứng của em đưa ra có phù hợp với vấn đề em đang bàn luận hay không, có phù hợp với quan điểm của em hay không. Các em có hiểu ý chị không nào? Các em có hình dung ra không? Nhá, các bạn có hình dung ra không nào? Đó, còn phần nêu thông tin này là việc chúng ta trả lời cho dẫn chứng đó là gì? Đấy chưa? là gì Còn phần phân tích dẫn chứng sẽ là phần chúng ta trả lời cho câu hỏi Tại sao tôi lại đưa dẫn chứng này vào bài viết này Đó nhá Được không nào Ừ uhm. Ok không? Các bạn hiểu ý chị không nào? Các em ok rồi thì chị mới tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo để các bạn chị nói đến đâu thì các bạn hiểu đến đấy nhá à mai ơi chị đang chia sẻ cùng với các em về cái cách để chúng ta đưa dẫn chứng vào bài viết nghị luận xã hội nhé hôm nay thì chị không chia sẻ về cụ thể một văn bản hay một tác phẩm nào cả mà chị muốn nhắc đến và chia sẻ cùng với các bạn về một cái mảng kiến thức mà cũng rất quan trọng không chỉ trong quá trình chúng mình học mà còn trong quá trình chúng ta đi thi nữa đó chính là mảng nghị luận xã hội và không chỉ quan trọng đối với các bạn học bình thường trên lớp mà hoàn toàn cũng có thể áp dụng với cả các bạn tham gia luyện thi học sinh giỏi hay là luyện thi vào chuyên văn nhé ừ rồi ok rồi đúng không nhá. Nhớ cho chị là dẫn chứng nào cũng phải có hai phần là trả lời cho việc dẫn chứng đó là gì, là ai, họ làm việc gì, họ có đặc điểm gì. Thứ hai là phải phân tích được dẫn chứng đấy, tại sao tôi lại đưa dẫn chứng này vào việc chứng minh cho quan điểm của mình, nó phù hợp với quan điểm của tôi ra sao. Dùng những cái khía cạnh khai thác những cái khía cạnh trong dẫn chứng mà nó phù hợp với quan điểm của em. Đúng chưa? Nhá. À xin chào Lan Anh. Rồi ok rồi tiếp tục này chị tiếp tục cái lỗi thứ hai mà các bạn hay gặp đó chính là các bạn sẽ bị mắc về mặt số lượng chị chia ra nhá thứ nhất là lỗi về mặt số lượng là các em đưa quá nhiều dẫn chứng hoặc quá ít dẫn chứng làm cho cái bài viết của chúng mình hoặc là bị loãng hoặc là bị lý thuyết suông đúng không thì cái việc đưa dẫn chứng của chúng mình vào cũng cần phải cân đối nếu như mà em đưa quá nhiều dẫn chứng thì thứ nhất là em không thể đảm bảo một cái dung lượng bài viết của mình mang tính chất là đang bàn bạc mang tính chất là đang bàn luận về một vấn đề xã hội được nếu như mà đưa thuần cái bài viết của em chỉ chăm chăm vào việc là kể ra các cái dẫn chứng và khai thác những cái dẫn chứng đấy thì nó sẽ giống như là một sự, là biểu cảm vậy nó mất đi cái tính nghị luận của mình mất rồi đúng không cái thứ hai là nếu em đưa ít dẫn chứng quá thì nó sẽ thiếu thiết thực và nó sẽ thiếu cái sức thuyết phục cho bài viết của mình. Vậy thì làm thế nào để cân đối? Cái thứ nhất là trong quá trình chúng ta lập dàn ý thì các em nghĩ ra những dẫn chứng nào, các em hãy ghi luôn trong phần dàn ý đấy. Ví dụ thứ nhất, phần mở bài em đi từ những cái con số chẳng hạn, những con số biết nói ấy, thì có phải là thường là cái dạng bài nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống thì khi mà chúng ta mở bài hay là mở đoạn bằng những con số biết nói thì cái điều đấy nó rất là gây ấn tượng ví dụ nhá ví dụ chúng ta muốn bàn luận về một vấn đề về môi trường đi thì các em nêu một cái con số về về cái thực trạng cháy rừng ở rừng amazon đi đúng không chúng ta sẽ không đưa cái phần đấy về phần sau mà chúng ta gây ấn tượng luôn ngay từ đầu bài viết của mình ví dụ như là chỉ trong năm 2019 đã có hơn 79.000 vụ cháy rừng ở Brazil và hơn nửa trong số đó là xảy ra ở rừng Amazon, nơi vốn được coi là lá phổi xanh của hành tinh này. Vậy thì khi mà các em mở bài, hay là các em mở đoạn ngay từ những cái con số biết nói như vậy sẽ giúp cho bài viết của chúng ta tạo ấn tượng đấy thì khi mà chúng ta nghĩ đến những dẫn chứng nào thì các em phải ghi lại ngay đánh dấu lại ngay ở trong phần giản ý của mình để khi mà chúng ta trước khi bước vào viết bài ấy, thì các em một lượt chúng ta nhìn lại hình dung lại cái bố cục bài viết của chúng ta sẽ thấy rằng là à nếu như mà luận điểm nào chúng ta cũng đưa nhiều dẫn chứng như thế này thì đã phù hợp chưa chúng ta có nên cắt bớt phần nào hay không đúng không đây là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai để các em có thể cân bằng được cái số lượng dẫn chứng trong bài viết của mình, đó là các em phải hình dung luôn, xác định luôn cái điểm nhấn trong bài viết của mình là gì. Ví dụ, nếu như mà em muốn làm cho cái phần phân tích và bình luận của mình là điểm nhấn, ví dụ như là bàn luận về uh, vấn đề là sống cống hiến đi và em muốn xoáy sâu vào cái khía cạnh là tại sao chúng ta lại phải sống cống hiến thì em hãy đánh một cái dấu sao trong cái phần đó và em sẽ tập trung khai thác dẫn chứng trong phần đó thôi để tạo điểm nhấn và điểm sáng cho bài viết của mình được không chúng ta sẽ không phải giải đều phần nào cũng có dẫn chứng và chúng ta chọn một hoặc là hai ý chính nếu như mà trong bài viết còn nếu trong đoạn văn thì chị nghĩ là chọn một cái ý chính chúng ta khai thác dẫn chứng tốt phần đó là đã đủ để có thể tạo được ấn tượng cho bài viết của mình rồi đấy hiểu ý chị không nào được không nhá à bài viết một đoạn văn 200 chữ đúng không? Thường chúng ta sẽ gặp cái dạng đề bài giống như dạng đề bài của các anh chị thi trung học phổ thông quốc gia là một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ thì 200 chữ đó nó giống như là một cái dấu mốc để các em dựa vào đó thì các em có thể viết dài hơn hoặc là viết ngắn hơn nhưng mà nó chỉ nó chỉ di dịch trong một đoạn nhỏ thôi. Ví dụ như là 200 chữ em viết trong khoảng 20 dòng thì bây giờ em viết lên khoảng độ 23 25 dòng thì vẫn có thể chấp nhận được. Chứ em viết lên đến hẳn 30 40 dòng thì tất tất nhiên là như vậy sẽ bị trừ điểm về mặt hình thức rồi hoặc là em cũng không thể viết ngắn quá có 10 dòng thôi cũng không được đúng không hiểu ý chị không đó thì khi mà trong đề bài người ta nêu ra một cái dấu mốc về mặt dung lượng thì các em cũng lấy đó để chúng ta ước lượng về bài viết của mình nhá hiểu ý chị không nào chứ không phải là bắt chúng ta phải trong cái khoảng từng đấy chữ làm sao mà đếm được nhưng mà người ta sẽ nhìn vào cái toàn bộ dung lượng cái bài viết của mình xem là có đủ hay không có ít quá hay là có nhiều quá hay không rồi các bạn hiểu ấy chị không nào đó là cái lỗi đầu tiên và cái cách khắc phục nhá lỗi đầu tiên lỗi một là về số lượng dẫn chứng nhiều quá hoặc ít quá thì chị đã đưa ra cho các bạn hai cái cách để chúng ta có thể khắc phục và chúng ta cân đối trong bài viết của mình rồi nhá tiếp thứ hai là về chất lượng <laughs> là về chất lượng dẫn chứng thì như chị đã nói đó chính là rất nhiều bạn thì chỉ đưa dẫn chứng thôi, chỉ nêu ra thôi Chứ không hề phân tích dẫn chứng đó Và điều đó làm cho dẫn chứng của chúng mình đưa lên nó rất là sáo rỗng Bài của em có dẫn chứng đấy, nhưng nó chả còn giá trị gì cả chỉ là đưa lên thôi, chỉ là chỉ là kể ra thôi Cũng không biết là em kể việc đó ra thì để làm gì Em nêu những cái con số đấy ra để làm gì Đúng không? Đó cho nên là cái lỗi đó em khắc phục bằng cách là Luôn luôn phải nhớ cho chị Nêu xong rồi chúng ta phải phân tích Ít hay nhiều cũng phải có sự phân tích Được không? Nhá Ok chưa nào? Được chưa? Và cái thứ ba, cái thứ ba thì nó cũng liên quan đến về mặt chất lượng này, nhưng mà chị vẫn muốn nhấn mạnh nó thành một cái lỗi riêng, đó chính là các em đưa dẫn chứng lạc đề. Để... Có nhiều bạn chị hiểu, có nhiều bạn là chưa biết cách viết cho nên là các em có một cái kho dẫn chứng nho nhỏ thôi, chỉ khoảng 2 đến 3 dẫn chứng và đem nó áp vào tất cả các bài nghị luận xã hội của chúng mình thì điều đó thật sự rất là nguy hiểm và Tội gì chúng ta phải làm như vậy nhỉ Trong khi xung quanh chúng ta đây có bao nhiêu là câu chuyện, có biết bao những cái vấn đề bất cập mà hàng ngày, hàng giờ không phải là chỉ đọc báo hay là xem thời sự, các em mới biết đâu? Các em sử dụng mạng xã hội để làm gì? Tất cả những cái trào lưu ở đó đều xuất phát từ những cái câu chuyện ở trong cuộc sống đấy chứ. Chỉ là các em tinh tế hơn một chút, các em biết nhìn nhận nó và đưa nó vào trong bài viết của mình khéo léo thôi thì sẽ rất là tốt thay vì việc là các em cứ đưa những cái dẫn chứng rất là sáo rỗng và và gọi là cũ kỹ vào trong tất cả các bài viết của mình Thậm chí là dẫn chứng Dẫn chứng A Nhưng mà vấn đề được nói đến là vấn đề B cơ Thế xong rồi hai cái phần mà lý lẽ Và dẫn chứng nó không có ăn khớp với nhau gì cả Thì nó sẽ khiến cho chúng ta bị lạc đề Đấy chưa nhá Đó là những lỗi thường gặp và cái cách khắc phục Bây giờ này chị sẽ đưa ra một số những cái dạng dẫn chứng Được không Một số dạng dẫn chứng để chúng ta có thể đưa vào trong bài viết của mình Dạng đầu tiên mà chị vẫn hay nhắc với các bạn Đó chính là dạng người thật, việc thật Đúng không? Nếu như mà bạn nào hay hỏi chị về dẫn chứng trong nghị luận xã hội Thì chậm chị vẫn hay khuyên các em đó là phải đưa người thật, việc thật vào trong bài viết đó là sao cái đối tượng mà chúng ta đưa vào đây đó chính là những cái tấm gương là những người mà có cái thái độ sống tích cực mà là những người mà có cái cuộc sống mà có cái hành động phù hợp với cái việc chứng minh cho quan điểm của chúng ta chị lấy ví dụ nhá chị lấy ví dụ đó là những tấm gương những cái tên chúng ta có thể nhắc đến ví dụ như là Đặng Trần Thủy Tiên hay là Trần Đặng Anh Khoa, Trần Đặng Đăng Khoa, đó đều là những người trẻ và chị khuyên các bạn đó là uh, có phải là khi mà nghĩ đến người thật việc thật và nghĩ đến nghị luận xã hội chúng ta vẫn hay nghĩ đến những tấm gương như là Chủ tịch Hồ Chí Minh, như là Bill Gates đúng không? Như là Nick Vujic đúng không? Đó là những cái tên rất quen thuộc rồi, những dẫn chứng đó không sai. Nhưng mà nó chưa được mới mẻ cho lắm. Vậy thì nếu như mà em có thể đưa được những cái điều mới mẻ và cập nhật hiện nay vào bài viết thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chị lấy ví dụ nhá, 1977 Vlog, đúng không? Những chàng trai trẻ với cái tình yêu đối với văn học và với cái sự sáng tạo cháy hết mình với đam mê của mình đã sáng tạo nên những cái video mà vừa có cái tính hiện đại, cập nhật trong đời sống nhưng vẫn phát huy được những cái gì là tinh túy những cái gì là ý nghĩa cái sự nhân văn ở trong các tác phẩm văn học để đưa văn học đến gần hơn đối với giới trẻ đúng không đúng chưa và các em tìm hiểu kỹ hơn xem là à, họ đã làm ra những cái video mà xác lập những cái kỷ lục ở trên kênh youtube như thế nào thì đấy chính là những cái dẫn chứng cập nhật hay chị lấy ví dụ nhé em muốn uh, uh, lấy dẫn chứng cho việc ý chí nghị lực không khuất phục số phận đi thì thay vì em nêu về Nick Music, em có thể nêu về tấm gương như là Đặng Trần Thủy Tiên. Cô gái 19 tuổi phát hiện mình mắc bệnh ung thư nhưng vẫn tự tin và vẫn yêu đời, vẫn quyết tâm đăng ký tham gia cuộc thi hoa khôi của trường đại học ngoại thương và trở thành một cái gương mà sáng giá ở cô hay là ở chị. Chúng ta không nhìn thấy một cái sự tuyệt vọng mà chúng ta luôn nhìn thấy nụ cười ở trên môi. Đó chính là nụ cười của niềm tin, của hy vọng, của quyết tâm sống, của sự yêu đời và truyền cảm hứng đến rất rất nhiều những bạn trẻ khác. Đúng không nào? nhá, hay là như chị vừa mới nêu đó là Trần Đặng Đăng Khoa là một chàng trai mà đi vòng quanh thế giới, một chàng trai Việt Nam đi vòng quanh thế giới bằng xe máy. Trong vòng 5 tháng anh ấy đã đi qua 23 quốc gia từ khắp các cái châu lục khác nhau và bây giờ anh vẫn đang nối dài nối dài thêm cái hành trình của mình. Thì tấm gương đó chúng ta có thể lấy làm dẫn chứng cho vấn đề đó là cháy hết mình với đam mê, không chấp nhận buông xuôi với những cái thách thức từ trong cuộc sống đúng không? nếu như mà trần đặng đăng khoa không chọn cho mình cái con đường để cháy hết mình về đam mê như vậy thì có lẽ bây giờ anh vẫn đang là một nhân viên văn phòng ngày ngày đối diện với cả máy tính đúng không? đó nhá hiểu ý chị không nào? trong cái việc chị nêu ví dụ ra cho các bạn thì chị đã đồng thời đưa ra các cái thông tin về dẫn chứng và cách mà chị phân tích dẫn chứng để phục vụ cho cái quan điểm của mình hiểu ý chị không nào? các em có đang còn đang theo dõi không? Có còn đang theo dõi không? Thì các bạn đã nghe đến những cái dẫn chứng đó chưa? Các em đã có bao giờ có cho mình những cái dẫn chứng đó chưa? Vậy thì nhá, trong cái buổi học này các em hãy xem lại Nếu bạn nào chưa kịp ghi thì hãy xem lại và tự làm cho mình một cái bảng như thế này nhá Đây, chị sẽ ghi xuống dưới này một chút bởi vì phần trên vẫn còn kiến thức Đây, một cái bảng như thế này Đấy chưa? Các em chia cột ra cho chị Cột thứ nhất là về nội dung về nội dung nhá Nội dung của dẫn chứng đó Chính là cái phần nêu thông tin này này Chính là cái phần nêu thông tin ở bên trên này nhá Đó là em biết được gì về những cái thông Em biết được gì về cái nhân vật đó Thì em ghi hết ra Cái thứ hai cổ thứ hai là áp dụng Áp dụng này là sao? Có nghĩa là em liệt kê ra tất cả các khía cạnh Có thể áp dụng vào bài viết của mình Thứ nhất này, chị lấy ví dụ nhá Về... Uh, cái con số là hơn 280 y bác sĩ đi hay là một con số khác ví dụ như là hơn 10.000 chiến sĩ đã phải ngủ bạt giữa rừng suốt nhiều tháng liền ở Việt Nam để tham gia chống dịch thì cái con số đó thứ nhất em có thể lấy làm dẫn chứng cho cái khía cạnh là tinh thần dân tộc, đúng không? Tinh thần dân tộc. Cái thứ hai, em cũng có thể lấy dẫn chứng cho tình đoàn kết Cái thứ ba em cũng có thể lấy dẫn chứng cho cái tinh thần, cho cái thái độ sống, cống hiến. Hiểu với chị không? Đây chính là hơn 10.000 chiến sĩ. Ở Việt Nam đã phải ngủ bạt giữa rừng suốt nhiều tháng liền Để có thể ngăn chặn những cái dòng người Mà có nguy cơ mắc bệnh từ các nước khác tràn vào nước mình Ok chưa? Đó nhá Ừ. Đó hay là những cái dẫn chứng cập nhật như mà như là bạn Bổn Tâm vừa nêu đó là về Nguyễn Thị Thu Hằng là quán quân của chương trình Olympia đúng không? Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 là một cô gái mà có cái tinh thần học tập rất là tốt, có sự quyết tâm và có cái sự thông minh nữa. Đúng không? Nhá. Thì các em hãy lập cho mình những cái bảng như thế này và cái cuốn sổ tay nhỏ của mình để khi mà các em nghĩ đến bất cứ một cái gì các em có thể ghi lại và đó sẽ trở thành kho dẫn chứng của riêng chúng ta. Hay là trong buổi học ngày hôm nay các em có thêm được những dẫn chứng những, những dẫn chứng gì thì các em cũng ghi lại luôn vào cái bảng của mình nhá. Và thỉnh thoảng thì khoe với chị xem, khoe với chị xem là sau một tháng hay là sau một tuần học thì em có thêm được những dẫn chứng như thế nào. Được không? Và cái phần này rất là quan trọng nhá. Phần này nó sẽ giúp em không có nhiều dẫn chứng nhưng em có thể áp dụng cho rất rất là nhiều bài khác nhau. Hiểu với chị chưa? Tuy nhiên nhá, tuy nhiên bên cạnh người thật việc thật, các em cũng có thể lấy dẫn chứng bằng cách là những trích dẫn những cái danh ngôn đúng không những cái câu nói của người nổi tiếng hay là những cái câu nói những cái lời thoại của các nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng trong những tác phẩm văn học nổi tiếng mà nó đã trở thành chân lý sống được không? Thì đây chính là cái phần đó thì thì đây cũng được coi là một dạng dẫn chứng, nhưng mà thay vì việc là chúng ta đưa dẫn chứng người thật việc thật vào trong phần chúng ta phân tích đúng không? Thì những dẫn chứng về trích dẫn hay là danh ngôn hay là tục ngữ thì các em có thể sử dụng đan cài vào trong cái quá trình chúng ta nêu ra lý lẽ và bàn luận. Hiểu với chị không? Ví dụ nhá, chị lấy ví dụ là khi mà chúng ta đang bàn luận về uh, vai trò của về về ý chí và nghị lực trong cuộc sống thì các em đang bàn luận về cái ý đó là ý chí và nghị lực trong cuộc sống đến từ cái uh, cách mà con người ta nhìn nhận về nghịch cảnh thì có một cái câu danh ngôn các em sẽ trích dẫn trong phần đó luôn đưa ra luôn nhá đó là nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối bước chân bạn mà là thềm đá để nâng bạn bước cao hơn và chúng ta lại tiếp tục bàn luận bàn luận tiếp Có nghĩa là cái lưu ý ở trong phần mà chúng ta lấy dẫn chứng là những trích dẫn và danh ngôn Thì các em có thể đan cài vào trong cái quá trình chúng ta nêu lý lẽ Chứ không phải là chúng ta cứ một mực đi theo cái dạng là Giống như ai đó đã từng nói rằng Hoặc là giống như người này đã từng nói rằng Đấy Thì không phải chỉ như vậy mới là đưa dẫn chứng nhá Hiểu ý chị không? Chúng ta hoàn toàn linh hoạt trong bài viết của mình Và có rất rất nhiều những cái cách khác nhau để các em đưa dẫn chứng đấy Được chưa nào? hiểu cái cách thứ hai này chưa các em đã hiểu cái cách thứ hai này chưa các em hiểu cái cách thứ hai này chưa và chị sẽ tách nhỏ hơn nữa nhá các em ok chưa nào hiểu với chị không <laughs> chị sợ chị nói nhanh quá xong rồi các bạn không hiểu ấy Ừ đúng rồi chính xác đấy. Những câu tục ngữ ví dụ như là có công mài sắt có ngày nên kim. Nếu như mà các em đưa ra một cách đơn thuần đó là như tục ngữ Việt Nam có câu có công mài sắt có ngày nên kim, từ đó chúng ta hiểu được vai trò của việc kiên trì, bền chí trong cuộc sống thì thay vì việc đó em có thể trong quá trình chúng ta bàn luận kiên trì, bền trí trong cuộc sống là một điều không thể thiếu và giúp ta Và đó là một chiếc chìa khóa để mở cửa đến với thành công Có công mài sắt, có ngày nên kim Chỉ cần chúng ta chịu khó bỏ ra sức lực của mình Chuyên tâm vào làm việc và không bỏ cuộc Thì rồi một ngày chúng ta sẽ có được cái thành quả như mình mong muốn Được không? Ừ, nhá Rồi, ok À, ừ, ok, bạn Diệu Linh nhá Thế thì em chia sẻ phần phát trực tiếp này để lưu lại Để ngày mai mình xem lại tiện hơn nhá Đấy chưa? rồi đó là phần thứ hai cái cách thứ ba này cách thứ ba các em cũng có thể áp dụng đó là chúng ta đưa dẫn chứng về những câu chuyện những câu chuyện trong đời sống thì cái phần này nó sẽ phù hợp hơn với bài văn nghị luận xã hội bởi vì khi mà chúng ta nêu câu chuyện là chúng ta đã phải mất một cái khoảng dung lượng nhất định rồi. Cho nên là đưa về câu chuyện thì nó nếu như mà với đoạn văn 200 chữ thì nó sẽ khiến cho những phần khác của chúng ta phải thu hẹp lại về mặt dung lượng được không? Nhưng hoàn toàn chúng ta đều có thể áp dụng được. Ví dụ như là một cái câu chuyện mà một buổi sáng thức dậy thì ở châu Phi ấy, một con linh dương à, phải biết rằng nó phải cật lực chạy không thì nó sẽ sẽ trở thành miếng mồi đúng không hay là uh, một con sư tử cũng phải cật lực chạy nếu nếu không nó sẽ phải chết đói ví dụ như vậy các em kể cái câu chuyện đó ra hay là câu chuyện về hai biển hồ đấy biển chết đúng không thì các em kể câu chuyện đó ra để nhằm mục đích chứng minh cho cái quan điểm mà chúng ta đang bàn luận hay là các em cũng có thể nêu ra những cái định luật trong đời sống mà rất là hay từ những cái sự vật xung quanh chúng ta thôi các em đã biết đến định luật cây tre chưa định luật cây tre thì Uh, người ta đã nghiên cứu và người ta thấy được rằng là Cây tre ấy, trong 4 năm đầu tiên Nó chỉ tăng suốt cả 4 năm Nó chỉ tăng có 3cm thôi Nhưng mà từ năm thứ 5 trở đi Thì cây tre phát triển rất là mạnh Tăng 30cm mỗi ngày Và chỉ sau 6 tuần thì nó cao lên đến 15m Và sự thật thì trong 4 năm đầu tiên đó Tre có thể không cao về những gì chúng ta nhìn thấy Nhưng dễ tre đã bám vào trong đất đã kéo dài hàng trăm mét trong đất trong chỉ 4 năm đầu thôi Thì cái định luật cây tre đó Nó giúp cho chúng ta có thể lấy dẫn chứng Về cái việc là làm điều gì chúng ta cũng phải Bỏ thời gian, bỏ công sức ra Chuẩn bị và kỹ lưỡng cho nó Chứ không thể chúng ta làm hời hợt được Và mọi thành công của chúng ta Sẽ đến từ cái quá trình chuẩn bị của chúng mình Đến từ cái quá trình kiên nhẫn Và nỗ lực của chúng mình Đúng không? Đó là những cái câu chuyện rất là hay mà các em có thể sưu tầm được trong quá trình chúng ta lướt lướt mạng xã hội. Chị gọi là cái hoạt động lướt lướt ở trên Facebook ấy, mạng xã hội này, các em sẽ gặp sẽ vô tình gặp những cái câu chuyện các em cảm thấy tâm đắc như thế đấy. Cho nên là tại sao chúng ta phải tự làm những cái bảng dẫn chứng cho mình? Đó là như vậy đấy. Được không? Ok không nào? À <laughs> à ừ uh, đúng rồi dương nhá là chị phát trực tiếp ở trên fanpage này thì không có lịch cố định được không uhm, sẽ không có lịch cố định thì chị sẽ cố gắng thông báo trước cho các bạn khoảng một buổi khoảng độ vài tiếng đồng hồ để các em chuẩn bị trước để sắp xếp thời gian nhá còn lịch ở trong nhóm học free cùng với chị thì chị đăng ở đầu tuần rồi thì trong cái tuần này thì chị cũng vừa đăng buổi chiều ngày hôm nay thì em có thể xem ở trong đó nhá Ừ uhm, đúng rồi đấy khiếp <laughs> các em nói chị tùy lúc như là là là, là. <laughs> là kiểu chị hứng lên thì phát trực tiếp vậy không phải đâu chị cũng phải sắp xếp các thứ nữa chứ nhá các bạn thông cảm giúp chị được không đó rồi cái thứ ba à cái thứ tư đó là cái thứ ba nhá các em hiểu rồi đúng không nào cái thứ tư đó chính là các em có thể lấy về những con số về số liệu chị thật sự rất là là đánh giá cao những bài viết mà có thể đưa được cái số liệu trong bài viết của mình, đặc biệt là những bài viết nghị luận xã hội ở dạng hiện tượng đời sống. Bởi vì những số liệu này là những con số biết nói và nó nói lên điều gì thì chỉ cần nêu ra thôi đã gọi cho con người ta rất nhiều những cái suy nghĩ khác nhau rồi. Các em có thể liên tục cập nhật các em nên chỉ cần lên mạng và tra thống kê về Covid-19 thôi Các em sẽ thấy được bây giờ đã có bao nhiêu ca mắc bệnh rồi Đã có bao nhiêu quốc gia có người mắc bệnh rồi Đã có bao nhiêu người phải thiệt mạng vì căn bệnh này rồi Chúng ta dùng những cái số liệu đó để chứng minh cho việc là Sự nguy hiểm của cái việc chủ quan nếu như mà chúng ta không phòng chống dịch tốt chẳng hạn Đúng không? Nhá yeah. đó, hay là các em lấy dẫn chứng vào phần đó trong cái phần biểu hiện thì thường là những số liệu này là chúng ta sẽ sử dụng ở trong phần biểu hiện trong bài văn nghị luận xã hội hiện tượng đời sống hoặc là sẽ nêu về cái phần mà các em trình bày thực trạng khái quát về thực trạng trong đoạn văn 200 chữ được chưa? Hay là những số liệu chị vừa mới nêu đấy là về những cái vụ cháy rừng được ghi nhận ở Brazil hay là uh, những số liệu về quá trình Việt Nam phòng chống dịch bệnh Covid ở thời gian đầu nhá. Đó là đã có hơn 7.000 người Việt Nam từ khắp các nơi trên thế giới đã được đưa về nước Hay là đã có hơn 700 tiếp viên hàng không Chị sẽ lấy đưa ra một cái phép so sánh như thế này Tại sao cái số liệu này lại có giá trị hơn cái việc là các em chỉ kể ra không Nếu như các em chỉ biết là có rất nhiều người Việt được đưa từ các quốc gia khác về với quê hương có rất nhiều các tiếp viên hàng không đã đăng ký xin không nhận lương trong vòng 2 đến 3 tháng Đã có rất nhiều các sinh viên trường y tình nguyện đến sân bay để chặn dịch So với cái việc chị diễn đàn như thế này Đã có hơn 7.000 người Việt Nam từ khắp các nơi trên thế giới đã được đưa trở về quê hương Đã có hơn 700 tiếp viên hàng không xin không nhận lương trong vòng 2 đến 3 tháng đã có hơn 100 sinh viên trường y hay là đã có gần 100 sinh viên trường y sung phong ra tuyến đầu để chống dịch Thì các em thấy cái phần diễn đạt nào nó thuyết phục hơn Tất nhiên là con số rồi, đúng không? Nếu như mà các em chỉ dùng những cái việc ước lượng như là rất nhiều hay là hàng trăm, đúng không? Thì các em hãy có một cái con số xác định của mình đi Và các em có thể nói bằng cách là gần hoặc là hơn Được chưa? Nhá Tất nhiên là khi mà các em thống kê thì các em không thể thống kê một cách chính xác được. Nhưng mà nếu mà đưa ra được một cái con số cụ thể thay vì việc là rất nhiều, hoặc là đến hàng trăm, hoặc là rất rất nhiều thì các em đưa ra một cái con số cụ thể thì sẽ dễ hình dung hơn, đúng không? Chị nói là rất nhiều người Việt được đưa về nước, nó sẽ rất khó hình dung so với việc là hơn 700 người Việt được đưa về nước. Nhá. Hiểu ý chị không nào? Cho nên là phần số liệu này rất là quan trọng nếu mà các em nắm được nhá nếu mà các em nắm được rồi ý, thì các em đừng ngại ngần đưa nó vào bài viết của mình và khai khai thác nó thật là tốt nhá, ok không? được chưa nào? đó, thì ngày hôm nay chị đã cùng với các bạn à, tìm hiểu về việc là tại sao chúng ta phải đưa dẫn chứng vào bài văn nghị luận xã hội này và dẫn chứng thì gồm những phần nào, làm thế nào để đạt hiệu quả và việc chúng ta đưa dẫn chứng có những cách nào để đưa dẫn chứng vào bài viết, cách khắc phục những cái lỗi khi chúng ta đưa dẫn chứng và các dạng dẫn chứng để các em có thể áp dụng đưa vào bài viết của mình có rất nhiều và qua đây thì chị muốn nhắn nhủ với các bạn đó là dẫn chứng không ở đâu xa là tất cả những câu chuyện ở xung quanh chúng ta là màn hình điện thoại mà hàng ngày các em vẫn hay lướt 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 là màn hình máy tính mà hàng ngày các em vẫn kéo con trỏ chuột để đọc những cái thông tin đó bây giờ thay vì việc là chỉ đọc nó và để cho nó trôi qua đi thì nếu như mà câu chuyện đó làm cho em tâm đắc em hãy em hãy đọc nó với một cái tâm thế đó là tôi có thể áp dụng được nó vào bài viết của mình tôi có thể lấy đây là một dẫn chứng cho quan điểm của mình về sau này khi mà động đến đề cập đến một vấn đề nào đó đúng không thì tự giác em sẽ muốn ghi nhớ nó và hãy lập cho mình cái bảng dẫn chứng của của riêng các em được không? Và ngày 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 làm đầy nó lên, kéo dài nó thêm thì khi mà sau cái quá trình chúng ta học tập và ôn luyện thì chị tin chắc rằng là các em đã có một cái kho dẫn chứng cho riêng mình rồi và đó là kho dẫn chứng chất lượng nhất. Đó là cái kho dẫn chứng mang màu sắc của các em. Được không? Nhá. Yeah. Ok chưa? Và những bạn nhỏ nào ngày hôm nay đã chia sẻ phần phát trực tiếp này rồi thì hãy nhanh chóng nhắn tin về cho chị để có thể nhận cái bộ dẫn chứng. Đây bộ dẫn chứng gọi là cái phần mà chị tổng hợp và chia sẻ cùng với các em xem là các em cũng góp phần giúp cho các em làm bổ sung thêm cái kho dẫn chứng của bản thân mình biết thêm những cái thông tin những cái tấm gương mà 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 chúng ta có thể đưa vào bài viết nghị luận xã hội của mình nhá đấy chưa các em hãy nhắn tin về cho chị để chị gửi cho các bạn nhá được không rồi hôm nay chúng mình tham gia học rất là <laughs> hôm nay chúng mình tham gia học rất là nhiệt tình và chị cũng đã chia sẻ được khá khá những cái dẫn chứng hay rồi đấy chị thấy các bạn cũng trầm trồ ố á suốt từ cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì còn rất nhiều rất nhiều những cái dẫn chứng hay nữa thì trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo hoặc là trong những cái chủ đề khác chị sẽ chia sẻ thêm cùng với các em được không? Nhưng mà mong rằng là các bạn sẽ tích cực đồng hành với chị để chị có thêm những cái động lực để phát trực tiếp nhiều hơn này, chia sẻ nhiều hơn về những cái kỹ năng làm bài của mình nhé. Được không nào? OK chưa? Các em xem phần phát trực tiếp ngày hôm nay có hiểu với chị không nào? đã nắm được hết những cái kiến thức đấy chưa? đã hình dung được cái cách để chúng ta đưa dẫn chứng vào bài viết nghị luận xã hội chưa nào? <laughs> đó nhá được không thì chị mong rằng là các em có thể nắm được cái phần này để chúng ta viết được những bài văn nghị luận xã hội hay hơn và sẽ không than phiền với chị về cái cách chúng ta đưa dẫn chứng nữa nhé và nếu như mà vẫn còn gặp khó khăn thì tất nhiên rồi, chị vẫn đang ở đây và giải đáp những thắc mắc của các em. Bên cạnh những buổi phát trực tiếp như thế này thì hiện nay chị cũng vẫn đang duy trì một chuyên mục mới là chuyên mục 10 vạn câu hỏi về văn nhằm giải đáp tất cả những câu hỏi mà các bạn hay nhắn tin về cho fanpage này, những câu hỏi mà các em hay thắc mắc về các văn bản và thậm chí là các mảng kiến thức tiếng Việt và tập làm văn nữa. Cho nên là có thắc mắc gì thì đừng ngại ngần nhắn tin về cho chị nhé. Ừm. Uhm. Rồi ok Chị mong rằng là buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Sẽ giúp ích được cho các bạn phần nào Và nếu như mà các em cảm thấy nó hữu ích này Thì đừng ngại ngần chia sẻ nó nhé Chia sẻ để lan tỏa thêm những giá trị này đến với bạn bè của mình Và cũng là một cách để chúng ta lưu trữ lại những thông tin hay Mà các em muốn áp dụng được vào bài viết của mình Còn bây giờ thì chị xin phép được dừng phần phát trực tiếp này tại đây Rất vui vì được sự ủng hộ của các em Và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé Bye bye